Hello, xin chào các bạn nha. Thì ngày hôm nay mình có một cái chủ đề như này. Thì thông thường á, ở trên Facebook á, nếu như mà bạn bè của bạn á, nó like một cái trang nào đó, thì chắc chắn á, thuật toán của Facebook nó sẽ đề xuất cái trang đó cho bạn luôn. Thì cái này mình thấy nó rất là bất tiện. Đôi khi ví dụ như đây, giống như cái trường hợp đây này, bạn của mình này là Kim Quy này, có like một cái trang mẫu nhà đẹp này, thì chắc chắn là cái trang này nó cũng sẽ gợi ý cho mình ở đây luôn đó. Like page hoặc là follow page nào đó thì nó cũng sẽ gợi ý cho mình đây luôn. Thì nếu như bình thường như này thì không sao, nhưng mà nếu trường hợp như bạn của mình hoặc là chính mình luôn like hoặc là follow những cái trang nào đó nó có nội dung hơi nhạy cảm một tí thì sao? Thì mình thấy cái này nó rất là phiền phức đúng không? Thì để làm cách nào như để mà bạn thích một cái trang nào đó, like một trang nào đó, follow một cái trang nào đó mà để không ai biết, để nó không có thông báo lên như này, hoặc là không có ai thấy bạn là like trang đó, thì trước khi vào cái video này thì các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Thì mình rất cần sự ủng hộ của bạn. Thì để tắt cái chức năng đó đi, thì các bạn vào cái nút ba chấm trên cùng bên tay phải của ứng dụng Facebook á, sau đó bạn kéo xuống vào cài đặt và quyền riêng tư, sau đó bạn vào mục cài đặt, rồi các bạn kéo xuống này, ở trong cái mục quyền riêng tư này nha, thì các bạn chọn mục cài đặt quyền riêng tư. Tại đây thì các bạn sẽ tìm tới cái mục hoạt động của bạn này, và ở dưới này nó có cái mục là ai có thể nhìn thấy những người, trang và danh sách mà bạn đang theo dõi, thì đây chính là cái mục này đây. Thì bạn sẽ chỉnh sửa cái quyền riêng tư, thông thường là nó sẽ đặt ở mục mặc định, nó sẽ đặt ở công khai, thì các bạn nên chuyển nó qua cái phần riêng tư chỉ mình tôi đó. Tôi sẽ chuyển nó về chỉ mình tôi. Để từ nay trở đi là nếu bạn có like trang nào, follow trang nào hay thích trang nào thì cũng không có ai biết, không có ai quan tâm. Và mình cũng nói thêm á, nói thêm cho các bạn á, là ví dụ như bạn hoặc là bạn bè của bạn á, mà nó bình luận trên một cái page nào đó, nó bình luận trên một cái trang trang nào đó, thì bạn có thể nhìn thấy cái bình luận đó, thì cái chức năng mà tắt tắt cái bình luận đó đi để không ai nhìn thấy á, thì nó chưa có. Hiện tại trên Facebook nó chưa có cái chức năng này, nó chỉ có mới có cái chức năng là bạn theo dõi ai thì tắt đi rồi để người ta không biết thôi. Thì nếu các bạn thấy video mình hữu ích thì hãy nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.